Cửa hàng âm thanh A Luân xin được gửi lời chào trân trọng tới toàn thể các bác. Chào mừng các bác đã đến xem và tham khảo các thiết bị âm thanh trên kênh YouTube của cửa hàng. Và một clip trong buổi chiều hôm nay, em trân trọng làm một video để giới thiệu, quảng bá, chào bán tới các bác về dòng sản phẩm những đôi loa chuyên lời, hàng bãi xịn đến từ thương hiệu của Đức. Tên sản phẩm là B3, mã sản phẩm là X8Y. Các bác thân mến, đây là những đôi loa đi vào huyền thoại, nó hỗ trợ lời cho một bộ sản phẩm karaoke nghe nhạc cực tốt. Nó sử dụng một bát 20, một chung 10. Và nói đến X8Y chắc là không cần phải bàn cãi. Quan trọng là tình trạng đẹp đến bao nhiêu. Những đôi loa màu trắng Ngọc Trinh hiện tại em đang chào bán với giá 3 triệu đồng trên một đôi. Giá trên được chào bán tại cửa hàng. Và anh em đang mở ruột một chiếc để mời toàn thể các bác sẽ cùng tham khảo. Đó. Các bác thân mến, những đôi loa nó có thể đánh song song với những dòng sản phẩm bát 40 hoặc 30 các bác nhé. Những đôi loa hàng bãi xịn. Và nói đến B3 chắc cũng không cần phải giới thiệu nhiều các bác ạ. Vì nó đã in sâu vào trong trái tim người sử dụng. Khi các bác đã sử dụng đến B3 chắc các bác sẽ không nghe dòng sản phẩm nào được nữa, chắc là cũng chỉ trừ JBL, đúng không các bác? Đó, phân tần. Đó. Những cái dòng sản phẩm hàng chất lượng thì cũng không cần phải giới thiệu nhiều, cứ nhìn vào nội thất ruột gan, vật liệu linh kiện là các bác sẽ hiểu rõ. Đó, phân tần rất là to, nội thất đẹp. Đó, loa bát đây. Ok, chào các bác. Và đây thì được gọi là gì các bác nhỉ? Đây được gọi là một trung đội. Một trung đội B3 X8Y trắng đẹp Ngọc Trinh, giá 3 triệu đồng trên một đôi, có hỗ trợ chương trình trả góp cho toàn thể các bác cũng như là tất cả quý anh chị em. Các bác thân mến, những đôi loa siêu nời, đây là những đôi loa siêu nời. Bát 20 từ 15 coi 4.4 và một loa chung. Về hàng trong buổi chiều ngày hôm nay, thứ năm ngày 27 tháng 11 năm 2019. Số lượng cực nhiều. Và cửa hàng em thì các bác biết rồi đấy ạ, những sản phẩm của B3 em luôn luôn coi trọng những cái sản phẩm tiêu chuẩn chất lượng. Bán hàng là phải giữ một cái phong cách truyền thống, đó là sản phẩm gì tốt lên bảo tồn và lên giữ gìn. Công suất nó đạt 800W B3, các bác lưu ý nhé. Những cái dòng sản phẩm hàng chuẩn nó không bao giờ nói thách các bạn. Ý muốn nói rằng là nó không bao giờ báo sai. Công suất đạt đủ 80W, độ nhạy 94 dB, lội trở 80 g, trọng lượng 7 kg, chứ không những cái dòng sản phẩm khác chỉ có khoảng 200W mà ghi khoảng 800 các bạn. Đó là cái chuẩn mực của B3, và đó cũng như là phong cách làm việc của em. Có gì nói như thế, nói thật và nói chuẩn các bác nhé. Giá 3 triệu đồng, có hỗ trợ trả góp cho các bác ở xa ở gần. Các bác ở gần cầm chứng minh thư sổ khẩu qua cửa hàng. Các bác ở xa sử dụng thẻ tín dụng và gửi về cho em, bên ngân hàng sẽ làm thủ tục. Các bác lưu ý. Trân trọng cảm ơn toàn thể các bác. Và với những sản phẩm này thì em phải nói thực sự toàn thể các bác là khi nắp vào bộ karaoke của các bác, nó thay đổi hoàn toàn. Cái tiếng lời nó sáng, rõ, chi tiết. Và các bác có thể đấu song song với những đôi loa 30, 25, 20 hoặc 40 các bác nhé. Đấy, hoặc bây giờ các bác đang sử dụng những chiếc đẩy 4 kênh. Nếu là dòng đẩy chuẩn thì các bác sẽ sử dụng như sau: 2 kênh đánh full, 1 kênh đánh súp, 1 kênh đánh nời. Và như các bác đã biết, hiện tại trên thị trường về phần âm thanh, em cảm giác nó đang rất là loạn, bởi vì nhiều người bán quá và toàn hàng đặt thôi các bạn. Hàng đặt in tên linh tung. Đấy, lung tung và linh tinh các bạn. Với những sản phẩm nó chả tốt nhưng được anh em review nên là nó tốt. Những cái sản phẩm không ra gì cũng được review lên thành những cái sản phẩm đặc biệt. Thì các bác hãy lưu ý, những cái sản phẩm tốt các bác hãy nhìn vào những vật liệu linh kiện cũng như là thương hiệu của nó đã có trên thị trường. B3 thì các bác biết rồi ạ, hàng bãi về nhiều, nhiều ơi là nhiều luôn. Tuyển đẹp mà người ta đã dùng vài năm rồi, nó vẫn còn đẹp, vẫn còn chất, mà các bác vẫn cảm giác là chất âm hay. Đó, nhìn vào nội thất như thế này thì ai trả ơn các bạn. Đấy, B3 hàng xịn, các bác chỉ cần nhìn vào email. Đấy, nó bắn bằng laser các bác nhá. Đây là một cái loa chung, nhìn nó chất chưa các bác.
nhìn vào sản phẩm đắt tiền nó khác ngay, cũng như các bác nhìn vào cái xe hơi cũng thế thôi, được không các bác? Ok, và thưa toàn thể các bác thân mến, một video giới thiệu hàng về những đôi loa chuyên nời B3X8i đẹp trắng như ngọc trinh, giá 3 triệu đồng trên một đôi. Rất vinh dự được phục vụ toàn thể các bác, và em xin chào các bác. Hẹn gặp lại các bác ở một video gần nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.